Xin chào mọi người, xin chào tất cả anh chị em nhân viên phòng bán hàng của công ty Phan Nhân. Xin chào quý khách hàng trong cả nước. Phan Nhân chúng tôi là một công ty chuyên cung cấp các loại mũi khoan, mũi file, mũi taro, các loại đá cắt, đá mài, các loại quay hàng. Nói chung là các loại vật tư cơ khí và các loại vật tư mài mòn. Vật tư cơ khí thì hiện tại chúng tôi chuyên cung cấp các loại mũi khoan, mũi taro, tất cả các nhãn hiệu, trong đó có nhãn hiệu Nachi. Thì hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và chỉ cho anh chị các bạn cái cách mình chọn mua. Và thông qua cái clip này Hùng có thể quay cận cảnh cho anh chị các bạn xem cái mũi taro mà hiện tại là Phan Nhân đang bán ra thị trường, cái kiểu của nó và cái hình ảnh của nó như thế nào, để anh chị các bạn khi mà mình chọn mua cái sản phẩm này thông qua cái clip này anh chị các bạn đã thấy nó rồi. Thì hôm trước Hùng đã review cái mũi taro ở cái quy cách là M12 rồi. Thì hôm nay Hùng sẽ review cho anh chị các bạn thấy thực tế cái mũi taro M10 và M8 tại công ty Phan Nhân nó có những cái quy cách và bức răng như thế nào. Thì đây là cái mũi taro M10 anh chị các bạn này, M10. Thì M10 á thì nó có bức răng của nó là 1.5, 1.25 và nó có bức răng 1 chấm. Hiện tại Hùng đang cầm cái M10 này, bức răng của nó là 1.5 anh chị các bạn. Thì trong cái M10 taro thẳng và taro sắn thì nó có 3 cái bức răng nha anh chị các bạn. 3 cái bức răng. Và M8 đây anh chị các bạn, M8 này thì nó có bức răng là 1.25. 1.25 1 chấm. À 1.25 1 chấm. Thì M8 thì có hai bức răng 1.25 và 1 chấm. M10 thì nó có 3 bức răng. Thì cái loại taro này á, thì nó có hai dạng, một cái dạng taro thẳng và taro sắn. Taro thẳng thì cái răng của nó bằng như thế này đây. Đây là gọi là taro thẳng anh chị các bạn, một cây taro mới nhãn hiệu Nachi taro thẳng đây. Kiểu nó như vậy. Taro sắn thì nó như vậy. Anh chị các bạn. Nó cuộn như thế này. Tùy theo cái nhu cầu của mỗi người sử dụng mà người ta thích taro thẳng hay taro sắn tùy ý. Thì cái loại hàng này á, hiện tại là rất là thông dụng và được rất nhiều các nhà máy, các xí nghiệp, đặc biệt là một số anh trong nhà máy xí nghiệp thường hay mua sử dụng cái taro M8 và M10 này rất là nhiều. Khi mà chọn mua cái loại hàng này, anh chị các bạn cho chúng tôi thông tin cụ thể như sau. Anh chị đang cần mua taro thẳng hay taro sắn lụa nào, bức răng của nó bao nhiêu. Ví dụ như taro M10 thì bức răng của anh chị cần bao nhiêu, taro thẳng hay taro sắn. Còn cái nhãn hiệu thì là chắc chắn là nhãn hiệu Nachi rồi. Thì anh chị và các bạn cho chúng tôi thông tin đó thông qua số điện thoại là 0915 886 916. Đây cũng là số Zalo, anh chị các bạn cứ gửi thông tin qua Zalo và công ty chúng tôi sẽ nhận thông tin đó và chúng tôi sẽ báo giá nhanh. Đồng thời những cái hàng này công ty chúng tôi luôn có sẵn và tổng kho với số lượng nhiều. Rất mong quý anh chị các bạn tin tưởng và ủng hộ. Mình chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.